chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida Shop. Có phải anh em nhà mình đang kinh doanh quán karaoke nhưng đầu karaoke đã cũ và lỗi thời, không thể nào tự động cập nhật các bài hát mới nhất? Mỗi lần cập nhật phải tốn rất nhiều thời gian làm khách hàng phàn nàn. Thời buổi này còn phải ngồi dò tìm những bài hát và chỉnh bằng robot thì quá lỗi thời. Và anh em muốn tìm cho mình đầu karaoke cảm ứng hiện đại mới nhất có đầy đủ các chức năng để điều chỉnh, muốn cải thiện dàn karaoke ở quán mình, hãy tậu nhanh đầu karaoke liền màn hình cảm ứng điện dung cao cấp OKRA H20. Sự lựa chọn chính xác và phù hợp nhất cho anh em nay đã cập bến tại Vida Shop. Hãy cùng mình tìm hiểu những tính năng cao cấp của em OKRA H20 này nhé. Sở hữu công nghệ cảm ứng điện dung đa điểm, hỗ trợ chống trầy, chống mồ hôi và chống bụi bẩn cực tốt. Ổ cứng với dung lượng khổng lồ, kho nhạc cực lớn với 2.000 bài hát, anh em cứ việc thoải mái hết thả ga mà không lo thiếu bài hát. Kết hợp hệ thống online giúp anh chị có thể hát karaoke trực tuyến trên YouTube hoặc các ứng dụng karaoke khác một cách dễ dàng. Cập nhật các bài hát nhanh chóng, muốn bài nào là có ngay bài đó. Màn hình gương cho độ sáng cực tốt, dùng được trong mọi môi trường, có nhiều loại ánh sáng, không gây chói mắt hay nhức cho người dùng. Hỗ trợ các cổng kết nối đơn giản, bố trí hợp lý, dễ dàng sử dụng và lắp đặt dù là những người không chuyên. Trang bị hệ thống tản nhiệt, giúp thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài sử dụng và kéo dài tuổi thọ của nó. Và giá của sản phẩm kèm ổ cứng 4TB là 16.900.000 đồng, bảo hành 12 tháng. Đặc biệt khi anh em nào comment tên, cộng số điện thoại hoặc gọi ngay đến số hotline 0902 799 186 sẽ nhận ngay cho mình những phần quà hấp dẫn khi mua sản phẩm này tại Vida Shop đó nhé, bao gồm dịch vụ công chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng, cổng năng âm thanh media trị giá 300.000 đồng, dây AV xịn sò và giao hàng miễn phí tận nơi, hỗ trợ mua trả góp, hồ sơ cực kỳ nhanh, đổi trả trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm xảy ra lỗi. Ngoài ra, anh em có thể đến ngay các địa chỉ showroom của Vida Shop để trải nghiệm thực tế về sản phẩm. Chỉ còn lại 20 phần quà hấp dẫn dành cho anh em nào đặt hàng sớm nhất tại Vida thôi. Nhanh tay lên nào anh em ơi! Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Vida đó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.